chết. Wow, quơ luôn, trời ơi rồi. Ôi nó chóng mặt quá. Nó chịu hả? Trời ơi, ghê quá, đập nó luôn. Bóp, ôi chết. Rồi, bạn Quỳnh Hành quá giỏi. Nó chết, ôi, văng qua đây luôn rồi. Ôi ơi. Rồi, nó chết rồi, nó lật bụng luôn rồi nè. Bạn Quỳnh Anh ơi, bạn Quỳnh Anh tìm được con gì vậy? Ôi rồi, vậy bạn Quỳnh Anh lụm lại đi. Sợ hả? Con rắn á hả? Đâu, con chỉ mẹ coi, mẹ bắt giùm con nha. Đâu? Trời ơi, ghê vậy. Đâu, bọn mình anh đi ơi, dẫn mẹ đi coi. Đi. Đi, bọn mình anh dẫn mẹ đi nha, mẹ sẽ đi bắt. Đâu? Chuyện mới phát hiện con rắn này mấy bạn ơi. Sợ quá, mẹ cũng sợ nữa. Con có sợ không, Ui. Bạn Quỳnh Anh coi chừng nó bắt cắn nha, chụp đuôi nó. Chớp. Wow, quơ luôn, trời ơi rồi. Ôi nó chóng mặt quá. Nó chịu hả? Trời ơi, ghê quá, đập nó luôn. Bóp, ôi chết. Rồi, bạn Quỳnh Hành quá giỏi. Nó chết, ôi, văng qua đây luôn rồi. Rồi nó chết rồi, nó lật bụng luôn rồi nè. Rồi ơi, đây là giường, đây là mấy con thú cưng của bạn Quỳnh Anh nha. Nè, một bạn sao biển, này là bạn trơm. Ui, chết rồi. Bỏ vô vỏ, rồi là mình bỏ vô vỏ luôn. Rồi, đây là giường thú cưng của bạn Quỳnh Anh nè. Lụm bỏ vô vỏ gỗ đi. Bạn Quỳnh Anh bắt nó coi. Mấy thú cưng ơi. Mấy thú cưng hả? Ngồi ở đây vừa. Cái đó là bạn nào vậy? Bạn nè. Bạn đó tên gì? Bạn Hai Cẩu. Đúng rồi, bạn Hai Cẩu. Rồi, có bạn này, bạn gì dễ thương vậy? Đúng rồi, hồi nãy bạn Quỳnh Anh nó lộn nha, bạn này bạn cá ngựa. Rồi, ý, ở đây có bạn này dễ thương quá. Bạn này tên gì vậy bạn Quỳnh Anh? Mẹ không biết. Ôi, vậy bạn này tên gì? Bạn này tên gì vậy? Tên gì? Heo hả? Heo kia sao? Con heo kia sao đâu? Heo kia sao? Con đi đâu vậy? Con ẵm bạn heo con đi hả? Đây là mấy con thú cưng của bạn Quỳnh Anh đó nha mấy bạn. Đây có một bạn voi. Bạn này là bạn khủng long. Đây là con hươu cao cổ nè. Đây là một bạn gà mái. Cục cục tát. Và đây là bạn sao biển. Ôi bạn Quỳnh Anh có nhiều con vật quá. Con đó con gì bạn Quỳnh Anh? Giống con cá mập quá hả? Giống con bé mập quá. Giống con cá mập hả? Ghê quá à. Ôi bạn Quỳnh Anh ơi, đây con gì vậy? Mẹ thấy nè. Có. Đâu? Bạn Quỳnh Anh nuôi ốc nữa nghe mấy bạn. Một bạn ốc. Hai bạn ốc. Ba. Bốn.
Ôi bạn Quỳnh Anh nuôi ốc nữa nè, thấy không? Bạn Quỳnh Anh nói là mấy bạn ốc này muốn đi tắm, bây giờ mẹ sẽ để vô trong gỗ nha, cho mấy bạn đi tắm nè. Bạn Quỳnh Anh lụm cho mấy bạn tắm đi, bỏ vô. Mấy bạn này sống ở dưới nước nha. Ơi lụm bỏ vô nào. Đi thôi. Đi bạn Quỳnh Anh cho nó tắm nha mấy bạn. À mấy bạn này sao xình không vậy bạn Quỳnh Anh? Bạn Quỳnh Anh ơi lụm bỏ vô luôn. Cái gì vậy? Ốc á. Không biết ở đâu thấy nhiều quá. Bạn Quỳnh Anh bỏ vô luôn. Bự quá mấy bạn ơi, ốc này là ốc quắn đó. Bạn Quỳnh Anh thích ăn không? Rồi bỏ vô cho nó tắm nha bạn Quỳnh Anh. Con bốn con rồi đi thôi nào. Đây mẹ cầm giùm bạn Quỳnh Anh nha, để nặng lắm á. Đi thôi. Đây bạn Quỳnh Anh cho nó tắm nha mấy bạn. Đồ con thầy yêu nha. Anh bỏ vô cho tắm đi. Ôi ôi lội đi bạn ơi. Mấy bạn này thích nước lắm đó nha. Tắm luôn, tắm cho bạn gắn luôn. Bạn gắn sạch chưa? Sạch rồi hả? Ây dù. Rồi sạch rồi, quá sạch luôn. Ê có chừng con cua trắng á.